Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình là mèo của Biết Đâu Được đây. Thì hôm nay tôi sẽ làm cho anh em kèo xe ga phê Senna. Thì gần đây có một cái cách lên đồ Senna Hàn Quốc đang rất là lên, rất là nhiều nha anh em. Và nó cũng rất mạnh và nó rất hợp lý luôn á. Ok, thì Senna hôm nay mình sẽ lên móc thì gì đi quái. Và mình sẽ chơi thêm cái cuồng đao Gozu để mà đi đôi với cái anh tem này. Hai món lỗi hiện tại của anh Senna. Đam lỗi lắm anh em ạ. Đại giật hai cái quá lời này vậy. Đại chưa làm gì đâu, chưa làm gì đâu. Ui, cắm mắt rồi, ui, liêu liêu luôn. Ôi, xin. Thì Senna kèo hôm nay sẽ dành cho những ông nào bên XB có thể nhìn thấy được cái sức mạnh của Senna. Tí nữa hồi nữa bắn lủng khỏi từng đứa. Tí nữa chắc tôi dịch tôi lên giọt nước mắt trước rồi, rồi tôi mới lên đồ nha anh em. À, gần nó kia rồi kìa. Trời ơi, tôi bắn có yếu đâu. Tôi bắn có hơi có yếu đâu. Rồi tôi không kêu chơi nữa. Mẹ thằng gừng nó cứ lạng lạng dưới đây miết người ta. Gừng nó không biết mệt hay sao ấy. Thấy mèo đẹp trai rồi đam mê à. Vô. Hay, có hỗ trợ là vui rồi, ăn được một mạng cũng vui luôn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. 2000 years later. Bố kêu gì? Trời ơi, nói thì dễ mà chơi thì có men hiểu không? Tôi mất cái tóc biến để cho mấy ông ăn ấy, nhưng mà tôi lại là người chết, mấy ông hiểu không? Tí nữa tôi hay. Tôi bắn tới luôn, tôi bắn nát cái mồm luôn. Bắn nát luôn. Bắn luôn nè, chơi không? Lần này tôi bắn tới luôn á, tôi bắn rồi tôi không buông luôn á. Chơi không? Wow rồi á. Không biết đúng rồi không nhưng mà tôi hơi wow á. Let's do this. Nope. Ôi trời ơi, bắn ghê thì chịu rồi. Nice. Đứng đó mà biển với chúng tôi này. Đùa này. Thôi đi về được rồi. Tới đây là hết người độ rồi á. Lên đây, lên đây, thằng AD, lên đây, lên đây, hey. Bỏ, về. Làm gì tôi giờ. Hợp chết vợ chứ không có đó mà chơi đi. Trời ơi, ông chơi với một thằng nữa đâm lỗi như tôi á. No, 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 no. Ông chạy theo tao làm gì dễ vậy. Rồi, ra đây tìm được của nó nha. À, lên lên chạy. Ui, bọn này nó chơi game nó không cover được, nó cứ chạy theo cái sở thích của nó không à. Mày này nó chơi game kiểu đoàn kết quá, tôi cũng không có nói được. Thôi không sao, tí nữa tôi gánh vô. Chơi đi, tôi bán đồ gừng nè, tôi bán đồ SP này. Không có SP biết gì đây nữa chưa. Tức quá mà, 57 anh em nhớ con số 57 với tôi nha. Đi SP cho mấy ông này.
Ôi, tôi đứng dưới tôi bắn lên luôn, trời, tầm tôi có xa đâu, tầm tôi nhẹ ngắn ngủ mà. SB bắn kịch liệt không? Đây người ta gọi là bỏ cái len SB, nó có khác. Nó phải khác. Ui. Vô. Vô. Vô, mày nghĩ mày là ai? Vô. Vô, chơi với SB à? Bơi vô đây. 93 với chúng tôi. Wow, hết sức. Đấy, lên này xong, lên này. Đó. Bây giờ tôi lên này xong, tôi cỡ 60 mana tôi bắn khét lẹt luôn nha tiền. Tôi bán đồ SB, tôi chơi AD rồi. Ồ, chết queo luôn, coi có không? Coi có không? Trời ơi, coi bắn này, xui. Ôi, đây mày bị vô đây. Mày vô đây. Ôi, mẹ. Không sao, có tôi, tôi đánh đi. Ừ, tôi đánh đi. Ừ, tôi được bắn. Ừ. Ôi, bắn nhiệt tình luôn. Nhỏ lớn chưa được bắn luôn. Đầu mắt đầu. Ôi mình đi tới đây hết mẹ mắt. Ôi con xét nó sao đích nè. Tôi có đi lẻ mấy không? Đang lên nè. Hay vậy, không chết là ngon rồi. Một thằng ra đi. Tôi lại được bắn. Tôi lại là một thằng SP chuyên tâm lão nghề. Gì với con Senna này là kích đam hơi bị pin. Vô. Ồ, flash, flash chịu. Ồ, xong không? À, xong không hả? Ui. Nhờn hả? À. Nhờn với chúng tôi hả? Bà bè, chạy bút cho bắn máu này. Còn mà tôi, một con người chính nghĩa, dám quýnh bồ tôi. Khi mà anh bất lực với còn đời quá thì chơi như thế này là bờ rồ nhất. Cảm ơn, mày không có mắt à? Tao hết mắt rồi ấy. Cứ đi thèn đèn thì đèn theo mà không có mắt gì. Top này dí luôn à. Vô, chơi ra đi. Ai thông minh này. Bắn vô top chứ không có bắn vô nha. Xong mình chờ lại bắn. Đó, giật đam đó. Thế đó, chơi đồ. Chơi đồ đi. Bạn nhỏ yếu quá bạn ơi, do bạn chưa chơi đồ đó. Vô luôn nè, vô luôn. Tao đây, tao sẽ đích nè, tao đứng tao me mày nè. Không cần làm gì đứng đây cũng cứu được mấy mạng nữa. Trời tôi bắn xa lắm á, ông ở đó mà ông nhích chúng tôi. Chết luôn. Trời ơi nãy thìa top nhà tôi à. Thìa top nhà tôi xong giờ rồi. Đúng kiểu SB gánh tem cho anh em. Về đi bồ. Về kiếm luôn nguyên vàng anh em. Ok thì anh em thấy hay cho mình xin một like nếu được một số ạ. Và chần chờ gì mà không like cho con mèo gánh tem này một like nha. Thì anh em có kèo gì hay cho mình xin một. Ủa lộn, anh em có kèo gì hay cứ comment bên dưới. Thì mình chắc chắn mình sẽ làm cho anh em. Và nếu như có kèo tính logic cao thì mình sẽ làm trước cái tính logic cao. Những cái tính logic thấp thì mình sẽ để đó và mình từ từ mình làm. Mình sẽ làm. Mình chắc chắn anh em là mình sẽ làm nhưng mà từ từ nhé. Ok, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Ba anh em, hẹn anh em vào ngày mai. Thank you anh em rất nhiều.